Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại thành phố Đà Lạt đã xuất hiện hiện tượng bắt cóc trẻ em ngay trong cổng trường, chủ yếu là ở bậc tiểu học. Các đối tượng này thường lợi dụng giờ cao điểm tan trường để trà trộn và giả danh là người thân để đón các em. Vụ việc trên vừa xảy ra tại trường tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Theo lời kể của em Nguyễn Thị Kiều Trinh và Phạm Phú Khang, học sinh trường tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt, vừa bị các đối tượng bắt cóc dụ dỗ kể lại. Các đối tượng bắt cóc đã giả danh là người thân trong gia đình, được bố mẹ nhờ đón các em. Tuy nhiên, trước đó hai học sinh Nguyễn Thị Kiều Trinh và Phạm Phú Khang đã được các bậc phụ huynh và giáo viên dặn dò cảnh giác, nên rất may chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc. Con tan học ra về, con thấy cái chú đó hỏi con là con tên gì, con lớp mấy, mẹ con tên gì. Con nói là con học lớp 2, con tên Khang, mẹ con tên Trinh. Con nói là chú đó nói con là về theo chú, con nói là con không có về đâu. Rồi chú đó, con chạy đi chỗ khác xong, chú đó mới đi ra chỗ khác. Vậy con không có thi tại vì con sợ người ta bắt cóc con. Cái cô đó nói là mẹ của con nhờ cô đón con về, con thấy mà cô đó không có về. Bé nói là trưa, là con đang ngồi để đợi xe, ngồi ở ghế đá trường mình á, thì mới có một cô là đi vô hỏi là nhờ mẹ thì nhờ cô là đón con về. Thì trong khi con chị là không bao giờ mà khi nếu mà chị không đón được thì chị điện cho cô, còn không là chị nhờ người thân của chị thôi. Là trong khi người thân thì bé nó biết rồi, là khi mà cô tới thì bé nó tự cảnh giác trước á, là khi cái chị mới hỏi là rồi lúc đó con nói sao, nó là cái bé nói là cô ngu si hả, là con về nhà cô mà con đâu có về với mẹ. Thì bé lại chạy vô trong sân trường. Thì lúc đó là cô giáo ra, thì bé lại nhìn ra là cô đó, cái chị mà mặc đồ đỏ đó là đi ra ngoài cổng. Nó cái chị mới hỏi là trong lúc đó mà sao mà con biết cái cô đó mà là người bắt cóc. Nhiều khi đó mà cô đó vừa nói là trong đầu con đã nghĩ là cô đã bắt cóc con rồi. Đối tượng mà nhóm tội phạm bắt cóc trẻ em nhắm tới là những em học sinh nhỏ tuổi như học lớp 1 và học sinh lớp 2. Trước tình trạng này, ban giám hiệu trường tiểu học Phan Như Thạch cũng đã có nhiều biện pháp và đã yêu cầu các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường trong việc đón con tan học đúng giờ, tránh để tình trạng các em chờ đợi. Như vậy, dễ dàng để cho các đối tượng bắt cóc có cơ hội tiếp cận các em. Khi mà được biết cái sự việc á, thì ở nhà trường chúng tôi cũng có nhiều cái giải pháp để ngăn ngừa cái tình trạng này. Cụ thể là chúng tôi triệu tập họp hội đồng ngay để cảnh báo trong giáo viên cũng như cái bộ phận bảo vệ của nhà trường để được biết cái sự việc. Và chúng tôi đã có những cái giải pháp như là thật sự trường chúng tôi mà học sinh đông cho nên khi ra về thì rất là đông học sinh, và ở ngoài cái cổng trường thì là nó cũng khó kiểm soát. Đó. Cho nên là trong thời gian gần đây thì trực tiếp là bảo vệ sẽ giờ ra về bảo vệ sẽ đứng ngay ngoài cổng luôn, ngay ngoài cổng, và các giáo viên chủ nhiệm là đưa các em ra, chỉ khi nào giao hết cho phụ huynh rồi thì giáo viên mới ra về. Mặc dù âm mưu bắt cóc trẻ em chưa thành, tuy nhiên qua vụ việc này cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh, giáo viên và các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt là các trường tiểu học cần cảnh giác với những thủ đoạn của bọn tội phạm bắt cóc trẻ em để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra. Cái con chim sĩ này là mình thấy cái mô hình này nó cũng rất mới ở tỉnh mình, những cái này cái hiệu quả kinh tế nó cũng cao. Thế là mình đưa nó từ Đồng Nai về, bắt đầu mình sinh sản. Năm nay mình cũng thu nhập được hơn 100 triệu tiền chim sĩ.